Xin chào tất cả các bạn. Theo thông tin mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, vào ngày 15 tháng 9 năm 2018 này sẽ có sự thay đổi về đầu số điện thoại. Các bạn dùng SIM 11 số sẽ chuyển thành SIM chỉ có 10 số mà thôi. Và dĩ nhiên, các bạn khi chuyển đổi này các bạn sẽ phải làm lại SIM. Và nếu các bạn không biết cách sao lưu danh bạ của mình một cách cẩn thận nhất thì rất có thể các bạn sẽ mất đi toàn bộ danh bạ và liên hệ của mình trong chốc lát. Và hôm nay siêu thị điện máy MediaMarkt sẽ chia sẻ các bạn cách đồng bộ danh bạ trên hai hệ điều hành Android và iOS. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đồng bộ danh bạ của hệ điều hành Android. Đối với điện thoại Android, các bạn kiểm tra tài khoản trên điện thoại bằng cách bấm vào cài đặt, bấm chọn Cloud, bấm chọn tài khoản. Lưu ý là trên mỗi điện thoại các bạn chỉ nên dùng một tài khoản mà thôi để tránh trường hợp sao lưu nhầm lẫn giữa các tài khoản. Sau đó vào đồng bộ tài khoản. Bây giờ Hùng sẽ thao tác trên Gmail để kiểm tra cho các bạn xem danh bạ đã được đồng bộ hay chưa. Sau khi đăng nhập, chúng ta click vào biểu tượng ô vuông ở đây. Sau đó chọn mục danh bạ. Các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ danh bạ ở điện thoại đã được đồng bộ lên Gmail. Và nếu điện thoại hay SIM có vấn đề gì thì toàn bộ danh bạ đều đã được sao lưu ở đây rồi. Nếu chưa thấy hiển thị anh trong danh bạ, bạn hãy kiểm tra xem điện thoại của mình có sử dụng tài khoản khác hay không. Nếu bạn sử dụng hai tài khoản điện thoại trở lên, rất có thể dữ liệu của bạn đã được sao lưu sang tài khoản kia. Vậy việc các bạn cần làm là gì? Hãy xóa tài khoản kia và chúng ta sẽ đồng bộ lại như thường thường. Các bạn đã đồng bộ xong danh bạ của hệ điều hành Android. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đồng bộ danh bạ của hệ điều hành iOS. Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS, chúng ta cũng vào cài đặt, kéo xuống và bấm vào iCloud. Vào mục danh bạ, chúng ta bấm vào chế độ bật. Hiển thị màu xanh như này là danh bạ của bạn đã được đồng bộ. Để kiểm tra kỹ hơn, chúng ta có thể vào mục iCloud trên website để xem danh bạ của mình đã được hiển thị trên đó hay chưa. Bước đầu cũng là đăng nhập vào tài khoản iCloud. Sau đó click vào mục danh bạ. Như bạn thấy, ở đây toàn bộ danh bạ của Hùng đã được cập nhật. Không giống như Android, hệ điều hành iOS chỉ hỗ trợ cho một tài khoản Gmail duy nhất. Chính vì thế các bạn phải đảm bảo rằng các bạn đã đăng nhập đúng với cái tài khoản mà bạn đã đồng bộ danh bạ. Còn nếu các bạn thực hiện qua hai bước trên, các bạn vẫn chưa đồng bộ được danh bạ của chính mình, các bạn có thể đến với hệ thống điện máy MediaMarkt gần nhất với các bạn để được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ và cài đặt. Và nếu các bạn đã thử tất cả các cách mà vẫn chưa đồng bộ được danh bạ dành cho mình, các bạn có thể đến với chuỗi siêu thị thuộc hệ thống điện máy MediaMarkt, gặp nhân viên IT để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt.